Những cầu thủ từng bị chấn thương dây chằng đầu gối hành hạ được đánh giá là chấn thương có thể phá hỏng sự nghiệp các cầu thủ. Đây vẫn là bài toán khó đối với các bác sĩ khi có thể chữa trị nhưng tỷ lệ tái phát là không nhỏ. Những ngày vừa qua, người hâm mộ đã rất lo lắng khi nghe tin Đỗ Duy Mạnh dính chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Ở trận tranh siêu cúp quốc gia vừa qua giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Duy Mạnh gặp phải vấn đề về đầu gối sau pha va chạm với tiền đạo Amido Bande của Thành phố Hồ Chí Minh và buộc phải rời sân ngay từ sớm. Một con số thống kê đáng chú ý, Duy Mạnh là trường hợp thứ 8 trong đội hình U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc. Trước Duy Mạnh, còn 7 cầu thủ khác cũng gặp phải những vấn đề liên quan đến dây chằng và phải mất thời gian điều trị, bao gồm Văn Đức, Đình Trọng, Văn Thanh, Xuân Trường, Xuân Mạnh, Văn Toàn và Trọng Đại. Trước đó, các cầu thủ kể trên cũng đã phải nghỉ một khoảng thời gian tương đối dài hạn để bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong số này, Đình Trọng và Xuân Trường hiện vẫn phải đang tập phục hồi trước khi trở lại. Trong khi đó, Xuân Mạnh lại tiếp tục gặp vấn đề với chấn thương cổ chân và chưa hẹn ngày trở lại. Rõ ràng với tầm quan trọng của mình, các cầu thủ trong đội hình của lứa U23 Việt Nam tham dự giải đấu tại Thường Châu đã phải cày ải liên tục tại các trận đấu của câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Đây quả thực là con số đáng báo động với các cầu thủ còn lại hiện vẫn đang phải tiếp tục thi đấu với cường độ cao như Quang Hải, Đức Huy hay Tiến Dũng. Nhìn ra thế giới, sau đây là những cầu thủ từng gặp chấn thương dây chằng đầu gối hành hạ. Marco Reus là cái tên tài hoa nhưng bạc phận bậc nhất giới bóng đá. Marco Reus có thể được coi là một cầu thủ cực kỳ kém may mắn, liên tục làm nức lòng người hâm mộ với những bàn thắng trên sân cỏ. Nhưng tiền vệ này thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì cái đầu gối quái ác. Năm 2014, Roy dính chấn thương dây chằng đầu gối ngay trước thời điểm diễn ra World Cup tại Brazil, khiến anh phải rời xa sân cỏ đến hết năm đó. Bởi vậy, cho dù chẳng ai nghi ngờ về tài năng, nhưng Ross mới có lần đầu dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2018 tại Nga, vào thời điểm anh cũng vừa mới điều trị thành công chấn thương dây chằng một lần nữa. Liên tục phải nối lại dây chằng, những bước chạy của anh khiến các cổ động viên phải say đắm, nhưng đồng thời họ cũng lo sợ anh sẽ lại ngã gục một lúc nào đó. Ibrahimovic, vua sư tử cũng không tránh khỏi chấn thương quái ác này. Ở giai đoạn cuối cùng trong mùa giải, Ibra khoác áo Man United, chân sút người Thụy Điển đã không thể tham dự trận chung kết Europa League năm 2016, nơi mà anh đã góp công lớn giúp Quỷ Đỏ góp mặt. Mất 7 tháng điều trị chấn thương, Zlatan mới có thể trở lại, nhưng không tài nào lấy lại thể trạng tốt nhất để chinh chiến ở sân chơi ngoại hạng. Đó là lý do anh phải chuyển sang chơi bóng tại MLS, giải đấu nhẹ nhàng hơn và ít có những pha va chạm. Sau đó vẫn tỏa sáng tại nước Mỹ, nhưng nếu không phải chịu những chấn thương ACL, chắc chắn Ibra vẫn có thể chơi bóng ở châu Âu nhờ thể trạng phi thường của mình. Kurt Zouma. Trong trận đấu với MU vào mùa giải 2015-2016, trung vệ người Pháp đã tiếp đất sai tư thế và chân của anh đã biến dạng. Kurt Zouma được chẩn đoán là đã đứt dây chằng đầu gối và phải rời xa sân cỏ gần một năm sau đó. Đây là chấn thương đáng tiếc của trung vệ sinh năm 1994, ngay ở giai đoạn sự nghiệp của anh đang có những bước tiến vượt bậc. Sau khi trở lại từ chấn thương, Zouma liên tục bị Chelsea gửi đi dưới dạng cho mượn từ Saint-Étienne, Stoke City tới Everton. Và chẳng nơi nào anh lấy lại được phong độ cao như trước khi bị đứt dây chằng. Hiện nay Zouma đã trở lại Chelsea và vẫn đang trên con đường tìm lại những màn trình diễn trong quá khứ. Benjamin Mendy. Ngay sau khi được Man City chiêu mộ từ Monaco với mức giá kỷ lục, Benjamin Mendy được kỳ vọng rất nhiều bởi tiềm năng lớn của mình. Và ngay trong màu áo mới, cầu thủ này đã chứng tỏ vì sao anh được coi là một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Nhưng cũng chỉ được vài tuần, Mendy lăn ra chấn thương trong trận Man City thắng Palace 5-0. Cầu thủ sinh năm 1994 mất tới 10 tháng để dưỡng thương. Nhưng khi trở lại, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn với Mendy. Dây chằng đã lành, nhưng những bộ phận khác lại bị ảnh hưởng và cầu thủ này tiếp tục ngồi ngoài thêm 4 lần nữa. Ngắn nhất 2 tuần mà nhiều nhất là 4 tháng. Quả là đáng buồn cho tài năng của Benjamin Mendy khi Man City dường như đã hết kiên nhẫn với những chấn thương dai dẳng của ngôi sao trẻ này. Paul Gascoigne. Cựu danh thủ người Anh là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất lịch sử, cũng không tránh khỏi chấn thương này trong sự nghiệp. Năm 1991, Gaza đứt dây chằng đầu gối trong trận chung kết cúp FA với Nottingham và khiến vụ chuyển nhượng tới Lazio của ông bị trì hoãn một năm. Sau đó, Gaza vẫn có thể gia nhập câu lạc bộ Italia, nhưng phong độ của ông thời điểm đó và cả sau này không bao giờ có thể lấy lại. Có lẽ nếu chấn thương xảy ra vào ngày nay, Paul Gascoigne đã có thể bình phục hiệu quả hơn rất nhiều và kéo dài sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Ruud van Nistelrooy.
chân sút người Hà Lan vẫn được xem như là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử MU và cả giải ngoại hạng. Nhưng ít ai biết anh từng bị chấn thương này khi còn chơi bóng tại quê nhà trong màu áo của PSV. Chấn thương đã trì hoãn vụ chuyển nhượng của anh tới Man United. Nhưng rất may điều này không ảnh hưởng tới Nistelrooy và người hâm mộ vẫn chứng kiến một chân sút xuất sắc. Khác với Gascoigne, Van Nistelrooy có thể xem như một hình mẫu để vượt qua chấn thương dây chằng quái ác, tiếp tục kéo dài sự nghiệp và làm nên những điều tuyệt vời. Thậm chí sau khi rời MU, tiền đạo này vẫn có thể chơi tốt trong màu áo Real Madrid và tiếp tục trở thành nỗi kinh hoàng của hàng phòng ngự đối phương. Theo Walcott, nổi danh từ tuổi 17 trong màu áo Arsenal và sớm được triệu tập lên đội tuyển Anh, sự nghiệp của Theo Walcott tràn đầy hứa hẹn. Những năm 2014, cầu thủ này đã đứt dây chằng đầu gối trong trận derby London với Tottenham. Trận ấy Arsenal thắng 2-0. Chính điều này đã khiến anh lỡ cơ hội tham dự World Cup năm 2014 và sau đó cũng không còn duy trì tốc độ cao trong những pha bóng vì sợ chấn thương tái phát. Tất nhiên Walcott vẫn trở lại với sự nghiệp đỉnh cao và tiếp tục hành hạ các hậu vệ cánh, nhưng nỗi ám ảnh về chiếc đầu gối đã khiến anh chỉ còn chơi với 70-80% khả năng vốn có của mình ở độ tuổi rực rỡ nhất trong sự nghiệp. Đến mùa hè năm 2018, Walcott chuyển sang thi đấu cho Everton, một bến đỗ không tồi nhưng gần như khép lại sự nghiệp đỉnh cao của thần đồng một thời. Ronaldo de Lima. Ai cũng biết sự lợi hại của Ronaldo, nhưng nếu không bị chấn thương dây chằng, anh thậm chí còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Người ngoài hành tinh từng làm điên đảo làng túc cầu thế giới cũng không thể tránh khỏi chấn thương quái ác này. Thậm chí sát thủ người Brazil còn bị một lúc chấn thương khớp gối lẫn đứt dây chằng chéo trước. Khi còn khoác áo Inter, Ronaldo đã điều trị thành công một lần nhưng tái phát cùng năm đó. Đáng chú ý, lần thứ hai Ronaldo bị tái phát chỉ 2 ngày sau khi bình phục, khiến anh rời xa sân cỏ tới 2 năm. Đến năm 2008, anh đứt dây chằng lần thứ 3 và nghỉ thêm 1 năm nữa, và không bao giờ trở lại với phong độ đỉnh cao. Từ đó, rô béo ngày càng chậm chạp, nhạt bóng cho đến khi giã từ sự nghiệp sân cỏ. Giorgio Chiellini. Mới nhất mùa giải 2019-2020, chứng kiến trung vệ Chiellini gặp chấn thương này trong một buổi tập. Ở tuổi 35, việc điều trị và tiến trình bình phục của hậu vệ người Italia sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều. Juventus thông báo, Chiellini phải mất tới 7 tháng để trở lại sân cỏ, nghĩa là gần hết mùa giải năm nay. Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, không thể lấy lại phong độ, đây sẽ là cái kết trong sự nghiệp đỉnh cao của Chiellini. Đáng chú ý, lão tướng của Juve nhận chấn thương này như một định mệnh. Ngay sau khi tân binh De Ligt tâm sự về khả năng ngồi dự bị dài hạn, đó có thể coi như một cơ hội cho sao trẻ người Hà Lan, như một sự đổi ngôi của dòng chảy bóng đá thế giới.